Nem vinyl, FOB, remote, thiết bị máy KIDZ. Rồi anh em bật nguồn lên, màu xanh. Anh em tải ứng dụng KIDZ về. Đăng ký, đăng nhập, bỏ qua đi. Kết nối Bluetooth trên góc phải màn hình. Bấm vào, tìm thiết bị. OK, đèn màu xanh sáng luôn. Rồi thoát ra, đi vào xe máy. Chọn FOB mới nhất này là full các loại. Rồi anh em bỏ ở đây, bấm đọc. Rồi OK, cái này K0R. Rồi lấy tem kia dán lại em trai, lấy bút kia dán lại. Rồi lúc này anh em nhìn thấy đang trạng thái ở khóa, chúng ta mở. Rồi lúc này anh em mở thành công. Lấy kia ghi anh cái này K0R ấy. Rồi anh trai này ủng hộ 5 cái chìa K0R. Rồi xong anh em tiếp tục bấm đọc 5 cái. Đấy, anh em là cần máy thì comment. Rồi cái này K77 đang bị khóa, mở. Rồi mở thành công. Rồi K77 anh em. Tiếp tục đặt lên, bấm đọc. Đấy, anh em nào quan tâm về máy comment mình. Rồi cái này K01 đang khóa, mở. Cực nhanh, OK. K01 tiếp tục đọc. Đấy, anh em nào cần về máy thì inbox comment mình nha. Rồi cái này K01, lấy hai cái dán vào nhau luôn. Rồi thành công. Đây hai cái K01 tiếp tục, anh em thấy không, nhanh lấy tiền không. Rồi cái này K77 dán vào kia luôn em trai, mở khóa. Rồi mở khóa thành công, anh em nhìn ở đây không khóa. Rồi anh em nào quan tâm về sản phẩm KIDZ thì anh em cứ vui lòng liên hệ cho Tuấn nha. Cực kỳ đơn giản, xóa tất cả những chìa của Honda nha, từ đời cũ cho tới đời nhà mới. Rồi cảm ơn tất cả mọi người. Tích tắc trong vòng vài giây thì chúng ta sẽ kết thúc ngay 5 cái. Cảm ơn mọi người.